Như cái ạc uh, tạ giải ngữ anh em ạ à, ạc này là hôm nay là top 3 tống kim Hôm nay là ạc này là top 3 tống kim Đây cho anh em xem bảng uh, top tống kim ngày hôm nay Rồi, à, đây là bảng top tống kim ngày hôm nay Đây, đây là bảng top tống kim ngày hôm nay Thì em là top 1 với 402 mạng Thì đứng hạng 2 là Phương Phương 335 mạng, 230 mấy Tạ giải ngữ là top 3 Em thì top 1 hơn 300k điểm Đấy à, đây là em sẽ soi ạc tạ giải ngữ cho anh em xem nhé và đánh giá trang bị của ạc tạ giải ngữ với lại xét đồ của em thì hiện tại thì em và ạc tạ giải ngữ này đây là bên trái là đồ của em bên phải là ạc tạ giải ngữ thì ạc tạ giải ngữ này cũng là cái băng bọc. em cũng cái băng bọc. thì bên trái đầu tiên là đây, ạc này là xét nhu tình cực phẩm anh em ạ xét cực phẩm nhu tình. xét cực phẩm nhu tình. À, còn em là xét uh, xém cực phẩm áo cực phẩm ngọc bội cực phẩm nhẫn thì không phải cực phẩm nhẫn và dây chuyền thì không phải cực phẩm nhưng cũng không thua bao nhiêu cả mà chả thua cái gì cả à, chỉ uh, chỉ thua mỗi chữ mang tính, tiếng cực phẩm thôi em cũng là xét này nhá à, bắt đầu đến cái vũ khí đi cái vũ khí thì à, uh, tại giải ngữ cầm cho mình cái vũ khí tốc 30, mươi sát thương mười chín sinh lực trăm ba tám nội lực bảy ba thì cái cái bóng này thì không bằng bóng em được cái bổng của em là tốc 30, sát thương 15 nhưng mà sát thương phần trăm 92 thì nó rơi vào khoảng tầm à, nó ngang với một cái bổng tốc 30 sát thương gần 30 điểm ấy. Thì cái bổng này phải là khoảng lên cộng 10 điểm sát thương nữa mới bằng cái bổng của em. Đấy. Tiếp theo đến cái mũ đi. Cái hạc này dùng cho mình cái mũ làm chậm 30, phòng thủ vật lý 20, sinh lực 32, nội lực 16. Thì em thì dùng cái mũ thủy, em dùng mũ thủy choáng 30 kháng hỏa 22 sinh khí 13, ác này dùng bao tay cũng là một cái bao tay phòng thủ vật lý, ác này thiên về solo nên là cầm phòng thủ vật lý, làm chậm 30 phòng thủ vật lý 19, một cái đai một cái đai thủy choáng 40 kháng hỏa 19 sinh lực 111 quá ngon anh em ạ, cái đai ngon quá, đai của em đai củi, đai của em này 40 15, đai của em 40 15, cái này 40 19, cái này 40 19, dày Giày thì đang dùng cái giày 34, 17, 40 34, 17, 40 Giày của em thì là 40, 17, 20 Sinh lực 95 à, Hai cái giày thì thực ra nó xem xem nhau Cái giày của em hơn về sinh lực Hơn nhiều về sinh lực Hơn về sinh lực đấy Nhưng mà thua choáng Thực ra choáng em chỉ cần 80 là đủ rồi Nhẫn thì người ta dùng nhẫn kháng lỗi 30 em thì dùng nhẫn kháng lôi 28 đấy đây là tổng quan xét đồ à còn con ngựa nữa ngựa của em là ngựa bảo hộ 100 kim đấy còn con ngựa người ta là chỉ có ngựa 800 nghìn thôi còn ngựa em là ngựa 8 triệu <laughs> hơn con ngựa anh em ạ à, hơn con ngựa 400 máu đấy cái này thì em à em thua người ta cái phi phong nữa em thua người ta cái phi phong em thì không đeo trang sức người ta có cái phi phong long bào kháng tất cả 10 Đấy là tổng quan về xét đồ đây là cái ác. Ừ. Hôm nay uh... em không có vi phong anh em, em không có vi phong. Đấy. Đây là ác tạ giải ngữ anh em nhé. Thì ác này có tổng cá là 30, 30, 40, 100. 100 làm chậm và 80 choáng. 100 làm chậm và 80 choáng. Phòng thủ vật lý rất là cao. Dòng túi vật lý từ ngọc bội, từ bao tay, từ cái mũ rất là cao anh em ạ. Ảc này là 100 làm chậm, 80 choáng. Còn Ảc của em là 80 làm chậm. 80 làm chậm và 90 choáng. 80 làm chậm từ cái bao tay và cái dây chuyền. Em thì cái bao tay bao tay của em là 40 17. Đấy. ok anh em nhé. Đây là cao thủ tạ giải ngữ anh em ạ hơn em cái long bào là nhiều các long bào kháng tất cả 10%, phần trăm quá ghê